ngày 2 tháng 1 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức lễ công bố hội viên danh dự của hội, đồng thời tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tới sự có Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, về phía huyện có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thông qua quyết định công nhận 10 hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kết nạp hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có uy tín, tầm ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động hội. Đồng thời mong muốn các ngành và đặc biệt là nam giới sẽ đồng hành cùng với phong trào phụ nữ, tích cực thực hiện vì mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo huyện đã trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các hội viên danh dự của hội. Tiếp đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Trong năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ huyện đã có bước phát triển. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên. Điển hình như phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 và sạch, thực hiện chương trình dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn huyện đã tổ chức 58 hội nghị triển khai dự án 8, hỗ trợ trang thiết bị 30 chiếc loa kéo cho 30 tổ truyền thông trên địa bàn. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát động phong trào phụ nữ chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, duy trì thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh. Đồng thời, quản lý tổng các nguồn vốn trên 429 tỷ đồng, giúp 8.123 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục triển khai thực hiện 4 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% phụ nữ nghèo, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ. Mỗi xã, thị trấn giúp ít nhất 3 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. Hội nghị đã tổ chức trao bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 3 tập thể, trao bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho 12 tập thể. Đồng thời, Ủy ban dân huyện cũng tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng khen thưởng cho 28 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã trao giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi Đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp cấp huyện năm 2023. Trong đó, giải nhất thuộc về đơn vị xã Bình Thành, 2 giải nhì thuộc về xã Kim Phượng và Quy Kỳ, 3 giải ba thuộc về các đơn vị Bình Yên, Tân Dương, Phú Đình. Ban tổ chức cũng trao một giải phụ, tuyến đường hoa giải nhất cho đơn vị xã Bình Thành.